Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Mèo Pèo. Hôm nay mình mới được một bạn gửi tặng cho mình một con map có tên là Cuộc Chiến Đào Mèo Pèo các bạn ạ. Nhìn ảnh bìa khá là cute luôn đó. Các bạn có thể thấy bạn ấy build cái hình blog Mèo Pèo nhìn rất là đẹp luôn các bạn ơi. Mình còn đang cầm cái blog Mèo Pèo này, trời ơi, mặc ra vào cái đấy các bạn ạ. Wow, map này có vẻ khá là thú vị đấy. Đó, lần đầu tiên mình chơi con map ở đào chính mình các bạn ạ. Đó, hôm nay mình cùng các bạn sẽ khám phá thử coi con map này nó có gì hay, có gì thú vị không các bạn nhá. Trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ với bạn bè và đừng quên nhớ đăng ký vào chuông đăng ký ủng hộ Mèo Pèo các bạn nhá. Rồi, thử cuộc chiến đào Mèo Pèo sẽ ủa, sao vừa vào đã 42 vậy? Ủa, sao vừa vào đã 42 thế? Ủa kì vậy? Để mình đổi qua nhân vật Nini đã các bạn ạ. Ok. Rồi. Để mình đào. Ui, đào được một mảng Mèo Pèo ngon luôn. Wow, vậy là chúng ta đào được mảng Mèo Pèo à? Ok. Tiếp thật cái map này, có vẻ hay đấy, có vẻ quấn phết đi các bạn ạ. Rồi. Mấy thử đào xem mà hình như không biết bao nhiêu mảng để lấy chế thêm cái quốc khác nhỉ. Lúc vào game thì có sẵn 5 mảng các bạn ạ. Mình đang dùng nhân vật Nini cho nên đào khá là nhanh. Thực ra đào vẫn chậm ấy, chẳng nhanh làm đâu. Nó cũng chỉ hơi nhanh một chút thôi. Mình sẽ đào đến khi nào được 20 mảnh nhá. Đào thêm 2 mảnh nữa rồi về. Ok, rồi, về chế độ. Không biết là có chế được thêm cái gì đây. À, đổi ra cái khối Mèo Pèo, ok. Đổi từ mảnh sang khối Mèo Pèo các bạn ạ. Rồi, nâng cấp quốc không được à? Ơ, cần 3 cái gì đấy? Quốc, cần nâng cấp quốc cần cái gì đấy? Sao, không, từ nào, sao đắt vậy? Alo, từ. Ờ, cái quốc bình thường, quốc sắt, à, cần 10 cậu, ôi. À, quốc đá đâu? Quốc gỗ đâu, quốc đá cần 3, à, rồi, cần thiếu, cần 3 mảnh Mèo Pèo cơ các bạn ạ. Thì ra tận 3 mảnh Mèo Pèo cơ, rồi. Ờ, à, 3 khối Mèo Pèo, tức là một khối Mèo Pèo thì bằng 10 mảnh, đúng rồi. 10 mảnh Mèo Pèo thì ghép được một khối Mèo Pèo, ok, khiếp, công thức phức tạp, phết. Ô, gì, what the hell, gì, ô, mày cầm gì vậy, hỏi chấm, ô, ông này, cái gì? Ờ, các bạn ơi, ô, không hiểu kiểu gì, ông mày đào kiểu gì mà nhanh vậy, ủa, ông mày chế kiểu gì mà đào nhanh vậy, ủa, tôi có cái gì, ui, tôi cầm một phát chín mấy mảnh luôn, không biết ông mày đào kiểu gì mà nó nhanh thế, bọn nào, ô, lạ vậy. Ôi, anh em chế cúp gì mà đào nhanh thế, ghê vậy. Ôi, các bạn ơi, không biết luôn, ghê thực sự bạn ạ. Ồ, từ nhá, anh em đợi tí, có vẻ hình như mấy bạn này chế cái quốc gì rất là xịn sò các bạn ạ. Không biết là mấy ông này chế cái quốc gì mà đào tốc độ bàn thờ vậy ta. Hơ, súng này, chế anh không thấy ông mà búp gì. Ôi, người bạn này có ai đó, hình như là người ai có búp à, trời ơi, ở dưới chân có cái búp gì màu xanh các bạn ạ, nhìn hay phết nhở. Cúp đá này, tốc độ đào 160, ok. Cúp sắt này, rồi gì nữa. Chế được mỗi cúp sắt rồi à? Chế được mỗi cúp sắt các bạn, đây để mua thêm cái này nữa, bánh quy thơm ấy, tăng tốc độ đào ấy. Gà này, đó, ok, rồi mình nghĩ này là ổn rồi đấy. Hey, mình sẽ đi đào tiếp. Mình không biết mấy ông này chế cúp gì mà xịn nhỉ. Cúp đá, cúp sắt, quốc sắt là cần quốc đá, à rồi. bị chế thừa các bạn. Ui, mấy ông này đào nhanh thế nào. Ui, mấy ông này chế cả quốc kim cương kìa, khớp thật, đào tốc độ bàn thờ. Ô, thử em nào. À, ôi, quốc sắt mà đào to như này, thì úi trời ơi, bảo sao chế đồ nhanh thế, hóa ra mấy ông này cầm quốc sắt mà đào kinh như này cơ mà, khiếp thật luôn. Mới có quốc sắt thôi các bạn ạ, chứ này lên quốc kim cương chắc là đào một phát cả map luôn. Úi dồi, bảo sao nếu mày đào kinh thế, hóa ra là cái map này đào nhanh các bạn ạ. Ok, thì ra là map này đào rất là nhanh luôn, được đấy. Boom, wow, được, chắc là mình nghĩ chả phải nâng cấp thêm quốc đâu, mình nghĩ cái quốc này quá khỏe còn gì nữa. Nè, để thử về nâng cấp quốc kim cương mà xem như nào các bạn nhá. Quá là nhiều đồ luôn, chế quốc làm sao, trời ơi, công thức ở nhà kìa. Tiếp thật, bây giờ ông này còn hỏi chế quốc làm sao, tôi cũng chả biết giải thích như nào các bạn ạ. Đây, anh em đợi tí nha, mình ngồi mình chế quốc các thứ luôn. Quốc, mình ngồi mình chế cái mảng Mèo Pèo thành khối Mèo Pèo đó. Chế thành cái đầu Mèo Pèo các bạn ạ. Tiếp thật, thế cái này hơi lâu. Đó, nó hơi lâu một chút. Ok. Ok, rồi. Mình sẽ nâng cấp lên quốc vàng rồi lên quốc kim cương. Quốc kim cương rồi, quốc lục bảo. Ui, mình nâng cấp lên quốc lục bảo rồi các bạn ơi. Để đào thử xem như nào nhá.
Mình nghĩ chắc là chả cần dùng Nini đâu, dùng luôn Cindy các bạn, đấy nhảy cho cao. Thử dùng Cindy xem đào nhanh như nào nhá, thử nào. Chuẩn bị. Úi dồi ôi, đào một phát hết đống cái này thì thế bởi gì? Quả mắt là hay phết, là cuộc chiến đào mèo béo các bạn có thể trải nghiệm thử nhá. Mình không thấy ID map chắc là lắt nữa, ở cuối video mình sẽ cho bạn coi ID map nhá. Đó, bạn nào muốn biết ID map thì đừng quên là coi đến cuối video nha. Hơi, tiếp thật, đào một phát ra cả mảng cái này thì... Ôi, tim bạn rồi, thấy tim bạn rồi, chết tôi rồi. Chạy, thấy tim bạn rồi. Cứu. Trời ơi, cứu ai đó, cứu tôi với. Cứu. À! Trời ơi, trâu vậy. Ôi cái cuộc đam này. Không biết là cuộc này có đam không các bạn ạ. Ông ăn thì trâu vậy. Ok, mình nghĩ về chế độ thôi. Về chế độ dần các bạn ơi. Về chế độ dần vừa ấy. Mình nghĩ là cái tầm này là quá là nhiều đồ các bạn ạ. Quá là nhiều cái cuộc ấy, cái cuộc khỏe lắm rồi. Đó. Cái cuộc lục bảo quá khỏe rồi, mình nghĩ đến cấp kiếm thôi. Nâng kiếm. Ôi, bây giờ ngồi chế cái mèo bé cũng lâu vậy. May quá, có bạn tiên kìa, có bạn tiên bảo vệ mình. Bạn tiên gánh team luôn. Trời ơi, anh nên tiên đang gánh team các bạn ạ. Lo gì. Ok, ui, mình chế cũng nhiều phết nè. Mình sẽ nâng kiếm nè. Kiếm sắt này. Ok, kiếm vàng này. Kiếm kim cương này. Kiếm rừng xanh này. Kiếm nước này. Kiếm lửa, ui. Kiếm lửa 100 năm luôn. Ok, hamburger bò thơm luôn. Rồi, hamburger này, mình chế hamburger đây, cái này gì đấy? Tăng sát thương ma vật à? Xong rồi, tăng sát thương người chơi này, ok. Giảm sát thương độc không cần lắm. Thiệt hại không cần lắm, cái này là giảm sát thương tầm xa cũng được này. Cắn búp cận ạ. Ok, tăng sát thương tầm xa này. Bánh mì thơm này, rồi ok. Đó, quá là nhiều đồ luôn. Quá là nhiều búp cận ạ. Đây, mình sẽ bắt đầu chế búp nhá. Đây. Cái nào cần mình sẽ ăn hết. Đó, rồi, mình sẽ ăn những cái cần thiết cận ạ. Đó. cái này là cái gì nhỉ? Cái này là cái giảm sát thương tầm xa, ok rồi. Mình đang không dùng súng mới dùng kiếm thôi. Ok, rồi chuẩn bị chiến nữa các bạn ơi. Hay, chưa chế gà, quên chưa chế gà ấy. Đó, rồi ok, cắn full búp luôn. Rồi. Không biết có nên chế giáp không nhỉ? Thử chế giáp nào, không biết là map này có cho chế giáp không nữa. Để thử chế giáp nhé. Đây có áo choàng nạm vàng này, áo choàng nạm ngọc này, áo choàng đá xanh này. Chế giáp không chế giáp được à? Chế giáp sắt. Giáp sắt là cần gì đấy? Muốn chế sắt thì cần xích giáp. Ok. Muốn chế xích giáp thì cần mảng mèo peo. Ôi dồi ôi, phải đổi qua mảng nữa à? Ok. Phải để cả mảng các bạn ạ. Khiếp thật, muốn có là phải để cả mảng cơ. Thêm mấy bựa cơ. Ok. Rồi. Phải thêm cả mảng nữa. Rồi ok. Xích giáp 1 này. Này. Quần này. Ok. Áo này. Quần này. Rồi. Áo này, quần này, rồi gì đấy, áo choàng đấy, ui, ok, ui, quần này, ok, áo rồi, mũ này, mũ kim cương này, rồi, khiếp nhiều đồ quá, giày này, giày vàng này, giày kim cương này, rồi còn chế cái gì đâu ông ta, ui, full đồ kim cương luôn, ok. Mình nghĩ full đồ kim cương các cái này, áo choàng gì ấy? áo choàng này có 3 tốc độ chuyển nhá, cùi thế. Hình như cái áo choàng kia nhanh hơn thì phải, áo choàng này, ấy áo choàng 6 này. Áo choàng nạm vàng xịn hơn mà. Vô lý nhở, không sao rồi. Mình nghĩ là mình full đồ đấy. Ok. Thử lên chơi tim bạn nào. Đó, chẳng qua không có sao thôi, không có quà sao thôi. Mình hãy thử đào tiếp nhá, đào tiếp xem có gì không. Bùm. Ok, chuyến nào. Ấy, một phát chết luôn. Chém phát chết luôn các bạn ơi. Wow, mà chết hay chứ. Chém phát chết luôn. Wow. Nhưng mà không được quả sao nhỉ? Ủa không nên có sao ta? Mình thấy có bản phụ ma nhà này thì có sao đâu. Map này thì có sao đâu nhỉ? Ui, mấy ông kia cầm kiếm xịn thế. Mấy tên này cầm kiếm xịn thế. Chém luôn. Ôi. Team bạn không hồi sinh nổi luôn các bạn ạ. Tiếp thật sự luôn, thôi té rồi, rút lui thôi. Nhường cho team bạn chơi đấy chứ không phải bá quá. Bá quá thì không ai chơi các bạn ạ. Phải giữ khách chứ đúng không em? Chơi phải giữ khách đó, chứ không thì quánh thế là ai dám chơi cùng mèo peo nữa. Đây mình về mình chế súng nữa. Thế này cái ông nào đây? Team mình à? Đây team mình các bạn ạ. Cứ tưởng team bạn hóa ra team mình rồi, ok. Boom, đó. Mình sẽ tích thêm đồ, mình chế súng nhỉ, mình sẽ chế thêm súng đi. Mình đang thiếu súng thôi. Mình sẽ thử chế súng xem như nào. Tiếp mấy thanh niên team mình lên đánh kinh quá. Kinh quá các bạn ơi. Không cân bằng rồi. Tiếp thật.
Thế này là team nó không được cân bằng cho lắm nhỉ. Mình sẽ chế súng. Anh em chế súng đi. Đó. Bây giờ phải chế súng đi. Hey, bấm 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 bấm. Khép bấm cái chế cũng lâu cơ. Ngồi bấm cái này cũng lâu các bạn ạ. Ê, mình thử chế súng nhá. Mình đang chưa có súng đây. Thử chế súng mà xem như nào. Có một cách nào chế nhanh không ta? Có cách nào chế nó nhanh hơn không? À, đây đây đây. Thế như cái này chế được 5 cùng một lúc này. Trời ơi, thế mà không biết luôn. Súng level 1. Ok. Súng level 2. Súng level 3. Thiếu mảng à? Ơ, lại phải chế lại mảng à? Ok, súng level 4. Rồi, không thiếu gì nữa. Ơ, thiếu gì nữa? À, muốn cần thêm súng level 3 nữa, ok. Muốn chế súng kia là cần thêm súng level 3 nữa. Đúng không ta? Mình đang cầm súng gì nữa? Mình đang cầm cái khẩu gì ấy? Mình đang cầm khẩu level 4. Ơ, mình đang cầm khẩu level 4 mà. Ơ, hình như level 4 là tối đa rồi sao ấy? Ờ, hình như là súng level 4 là tối đa rồi các bạn ạ. Khiếp thật. Cái này là tăng sát thương tầm xa đúng không? Rồi, mình sẽ bỏ cái gì đi nhỉ? Bỏ cái cuốc đi, chắc là chả cần chế đồ ở đâu. Đây. Tiếp nhiều đồ linh tinh quá, cái tăng sát thương ma vật chắc không cần đâu. Ok. Ủa súng gì đấy? Ơ, súng không có đạn. Ơ, không có đạn, nó phải chế đạn à? Ơ. Ơ, súng mà không có đạn, chủ map mà có coi được view này thì nghiên cứu lại nhá. Ơ, sao lại cho súng mà không cho đạn như nào? Ủa. Ơi. Ơ, súng không có đạn. À mọi người. Ơ, từ đây. Ơ, sao súng mà không có đạn à? Alo alo alo. Ờ, hình như là sai sai các bạn ạ. À. Súng là không có đạn nên mới điêu cơ. Súng V4 đều à? Ôi chết nhở, súng V4 là đều các bạn ạ. À. Ôi dồi ôi, không có đạn không bắn được. Ôi dồi ôi. Hóa ra chỉ cần dùng súng V3 thôi. Ok ok. Vậy là súng V4 là đồ đều. Ok, chúng ta chỉ cần dừng lại súng V3 các bạn nhá. Đó, chủ map mà có coi được video này thì nhớ thiết kế ớ. Ờ, tất cả các súng, tất cả các súng đều không dùng được. Ok ok rồi. Chủ map mà có coi được video này thì nhớ thiết kế lại súng nha. Trời ơi, chắc là map đấy cũng mới xây các bạn ạ. Cũng mới xây nên còn nhiều sai sót. Ok, nó không sao. Cũng nhìn chung là chấp nhận được các bạn ạ. Đấy, có chút sai sót nhưng mà thôi, thông cảm được. Mới, chắc cũng mới, map này cũng mới mà các bạn ơi. Map này mình thấy là mới xây hôm qua hay sao ấy, mới xây có một ngày thôi. Đó. Chủ, các bạn có thể trải nghiệm thử nhá. Mong rằng là chủ map mà coi được video này thì nhớ sửa sớm. Ok. Mình với cả mình nghĩ map này chơi khá là dễ luôn. Đánh tí là full map à. Không hết đồ này, full hết đồ này. Đó, ok luôn. Được của nó luôn các bạn ơi. À nào nó, ôi cầm súng ơi. Súng không có đạn thì cầm gì, trời ơi. Cầm súng mà không có đạn. Chém này, chém chết luôn, ôi. Chém phát chết luôn. Chém phát chết luôn, khiếp thật, không cho team bạn chơi game mà. Trời ơi, anh em mà không cho team bạn chơi game bên này. Thì thế này mất khách các bạn ạ. Không biết giữ khách gì cả. Thế này thì mất khách mất. Mình lên trên mình đứng đây. Mình lên trên này mình hóng các bạn ạ. Đó, đứng lên trên này hóng. Trời ơi, đây, đứng lên trên này hóng các bạn ơi. Đó, ui. Ui, đứng lên trên này hóng các bạn ạ. Ui, map này có hiệu ứng đẹp đẹp đấy. Map này có hiệu dấu chân đấy, cái hiệu dấu chân không? Cái hiệu ứng mà nó kiểu đi rơi rơi ý. Cái tuyết tuyết này đấy. Nó nhìn kiểu như mảnh vỡ thì ý, nhìn đẹp phết nè. Mai được rồi chứ, các bạn có thể thử chơi thử nhá. Mình sẽ đề cử map này. Chắc chắn là mình sẽ đề cử luôn. Đó, được của nó luôn, chém luôn. Trời, kiếp thật team mèo béo đang áp đảo các bạn ạ, áp đảo luôn. Trời ơi, team mạng không có cơ hội nào luôn. Ok, đánh đến 200 mạng nhá, đánh đến 200 mạng nghỉ nhá. Ôi, kiếp thật, đánh đến chả mới được 200 mạng các bạn ạ. Đánh đến 200 mạng luôn các bạn ơi. Rồi, ông mà chạy đi đâu con sâu, hả? Hey, trời ơi, mấy thanh niên này không ra khỏi nhà luôn các bạn ạ. Cứ ra là bị oánh, khổ thân luôn. Trời ơi, tuyệt vọng luôn các bạn ạ. Tiếp thật luôn, mấy thanh niên team say đang tuyệt vọng. Không biết làm gì luôn, thật là đáng sợ. Vô này, chạy đâu con sâu. Ok luôn các bạn ơi. Được của nó luôn. Ui, nói chung là map này hay quá. Mong rằng chủ map nhớ sớm sửa lại thôi. Ok, mình nghĩ là tạm thời video dừng ở đây thôi các bạn ạ. Đó, đây mình sẽ cho các bạn coi lại cái ID map nè. Rồi, để các bạn đợi xíu. Ở đây ID map là đào khối mèo béo của bạn tên là em fan mèo béo. Vâng, trời ơi, em fan mèo béo xây map đào khối mèo béo, được của nó phết nhỉ. ID là 55218598 các bạn nha. Đấy, đào khối mèo béo đây. Ok, đề cử luôn các bạn ạ. Map đề cử được. Đó. Map chơi khá vui. Đấy, đào rất dễ. Vũ khí build đẹp chấm tuy
nhiên súng chưa dùng được vì không có đạn. Mong chủ map chết sớm sửa lại nhé. Ok rồi, mọi người hãy trải nghiệm thử cùng bạn bè nha. Ok, hôm nay là ngày 15 tháng 3 năm 2018. À không, 2020, chết. Tí nữa thì tối cổ. Ok, rồi, nói chung là map này chơi ổn đấy, chơi ok, phết đấy các bạn, cuộc chiến đào mèo béo, chơi khá là hay, khá là dễ. Ok, video chắc là xin phép được kết thúc đấy thôi. Các bạn thấy video hay và thú vị, đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ video cho bạn bè và đừng quên nhấn đăng ký vào cho đăng ký ủng hộ mèo béo các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.